Được rồi, chúng ta sẽ hôm nay chúng ta sẽ làm một cái phần mềm mới, một cái dự án mới nhé. Cũng đơn giản nhưng mà cũng không phải là đơn giản, cũng tương đối khó nhé. Rồi, là đây thì thầy sẽ đặt cái dự án này là nó sẽ ít nhân vật, nó chỉ có một nhân vật thôi. Nhưng mà nó là một cái chương trình là vừa học vừa chơi. Chúng ta quan sát nhé. Tức là các bạn bây chúng ta xóa con mèo đây này. Chúng ta đưa vào trong chương trình là cái đám mây, chúng ta tìm cái đám mây nhá. Đây, cái đám mây ở đây này, đây này, cái đám mây đây nhá. Đám mây này thứ hai này, nó có nhiều cái trang phục này đó. Rồi nó có này, nó có là 1 2 3 4 trang phục nhá. Đây, đây là đám mây nhá. Thì bắt đầu như sau này, tức là cái đám mây sẽ xuất hiện tương đối nhiều mà chạy từ bên trái cửa sổ sang bên phải, chạy như này mà nó có thể có nhiều ở đây được, ở đây cũng thế nhé đó. Và mỗi đám mây này nó sẽ hiện trên, nó sẽ mang theo một cái phép tính, phép toán cộng hoặc là trừ hoặc nhân hoặc chia, mà chúng ta làm cái phép toán là cộng trừ trước nhé. Và khi nó xuất hiện phép cộng ấy thì ở phía dưới này xuất hiện một cái dòng, chúng ta phải nhập cái đáp án ở phía dưới này vì có rất nhiều những cái đám mây này, cho chúng ta phải nhập thật nhanh. Nếu đám mây mà đi về phía cuối thì nó sẽ biến mất đó. Nếu mà chúng ta mà nhập đúng thì có tiếng pop và đám mây này nó sẽ biến mất mà chúng ta được tăng 1 điểm. Được chưa? Nếu mà đám mây nó đến tận cuối này mà chúng ta vẫn không nhập đúng đáp số thì chúng ta bị trừ 1 điểm đó. Và tổng thời gian chơi của trò chơi này là đúng 1 phút đó. Thì đó là một cái phần mềm trò chơi. Bây giờ chúng ta có thể cho hay hơn, chúng ta có thể bật bật cái background của chúng ta hiện lên cái màn hình, hiện cái màn hình là gì, màn hình là cái bầu trời đi đấy. Để chúng ta hình dung nó là cái hình hình bầu trời như này nhé đó. Như vậy cái đám mây sẽ bay từ bên trái sang bên phải, bay với vận tốc là ngẫu nhiên khác nhau, cái thì chậm cái thì nhanh. Nhắc lại nhé, và mỗi đám mây sẽ hiện lên một phép tính, chẳng như là 10 cộng 12 thì như vậy 20 trừ đi 3 là một cái phép tính mà là phép cộng trừ trong phạm vi 100 đó. Rồi, và khi mà đám mây xuất hiện thì lập tức là phía dưới này nó hiện lên một cái chỗ để chúng ta sẽ nhập dữ liệu. Ở đây chúng ta nhìn vào cái đám mây và chúng ta sẽ gõ đáp án, gõ đáp số trên mình. Có thể có nhiều được nhiều 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 có thể có nhiều 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 phép tính. Đây là một cái này, đây là một cái này, đây là một cái, thì chúng ta cứ nhìn bất kỳ cái nào chúng ta gõ cái đáp án của cái đó tùy, không quan trọng. Khi mà gõ đúng một đáp án thì đám mây đó sẽ biến mất, kêu pop một cái và chúng ta được tăng 1 điểm, cộng 1 điểm. Nếu mà gõ sai thì thôi, nó là chúng ta lại phải gõ lại, cứ liên tục gõ cho đến khi nào mà không không bao dừng, khi kết thúc chương trình thì mới dừng. Nhưng mà chú ý, nếu mà một cái đám mây chạy từ trái sang phải, nếu mà sang tới bên phải mà chúng ta vẫn chưa gõ đáp án đúng ấy thì đám mây cũng sẽ biến mất và chúng ta bị trừ 1 điểm. Các bạn đã rõ chưa? Các bạn đã rõ cái yêu cầu của trò chơi chưa? Đó, nhưng mà có một, nó chỉ có một cái nhân vật là đám mây thôi. Thì đây là trò chơi là không dễ đâu, rất là khó đấy, không dễ nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau thiết kế cẩn thận. Được rồi, thì cái bước đầu tiên là chúng ta thiết kế cho đám mây này nó bay từ trái sang phải. Bay là ngẫu nhiên, xuất hiện ngẫu nhiên. Và sang bên phải, góc cạnh phải thì nó sẽ biến mất. Như vậy chúng ta sẽ phải lập trình là gì, là các cái đám mây này nó là gì, nó là các cái clone, là các cái bản sao. Như vậy cái đám mây mẹ sẽ biến mất, sẽ mất đi và ẩn đi, và chỉ các clone hiện ra. Khi mà bắt đầu chơi thì tất cả cái đám mây này sẽ xuất hiện, sẽ sau khoảng 1 giây 2 giây là xuất hiện, và xuất hiện ngẫu nhiên ở bên trái, và di chuyển với vận tốc là cũng ngẫu nhiên, cái chậm cái nhanh, sang bên phải thì biến mất. Như vậy là chúng ta làm bước 1
là chúng ta lập trình cho các đám mây như là clone nhé, chạy từ trái sang phải. Đấy, mình ra lập trình nhé. Đây, khi bắt đầu chơi thì đây thì giả sử chúng ta giả sử nhé, bây giờ chúng ta sẽ gì chúng ta sẽ đây chúng ta lập trình cho đám mây này, đám mây đây nhé. Đây thì ban đầu khi bắt đầu khi mà người dùng bấm vào nút là lá cờ thì đám mây nó sẽ ẩn đi, đám mây nó sẽ ẩn đi vì đám mây nó là cái đám mây mẹ, chúng ta sẽ cho phép là ẩn đi, được chưa? Rồi, và chú ý rằng là chúng ta sẽ làm việc với các clone, sau đó chúng ta sẽ tạo một cái biến nhớ riêng, các bạn chú ý nhé, biến nhớ riêng nhé, và chung biến nhớ riêng cho đám mây, đặt tên nó gì, đặt tên này là ID, ID nhé, đặt tên là ID. Đó, thì như vậy là như này biến riêng nhé, biến riêng, để bấm nút OK đó, và đặt ban đầu là bằng không, như vậy là cái như vậy là cái đám mây mà có ID bằng không thì chính là đám mây là cái nhân vật gốc, còn đám mây có cái ID bằng một thì đặt lên bằng một thì nó sẽ là đám mây là clone và nó sẽ chạy từ trái sang phải, được chưa? Rồi sẽ bắt đầu là khi nào? Đây bắt đầu chúng ta có thể dựa ở đây cũng được, mà ở có thể ở đây cũng được, hoặc là dùng hoặc là gì ở đây đều được nhé, hoặc là dùng hoặc là ở đây hoặc là dùng hoặc chúng ta dùng cái background là cái nơi mà khởi tạo bắt đầu chương trình. Đấy, ta vào cái background nhé, và đây background sẽ là cái nơi mà khởi tạo bắt đầu chương trình bằng thông điệp, đây thông điệp có tên là start. Bắt đầu trò chơi. Được rồi. Như vậy đây là game thông thường ấy thì đối với các chương trình phần mềm phức tạp thì thông thường là cái sân khấu sẽ là cái nơi mà gửi thông điệp start để bắt đầu trò chơi. Và chúng ta sẽ có cái biến thời gian để đếm. Cái này chúng ta là làm xong có thể là ngay bây giờ cũng được. Khi thời gian kết thúc thì chúng ta cứ kết thúc luôn, thời gian chạy là 1 giây. Được chưa? Được, thầy được thầy về thầy cứ làm luôn cho bạn xem cái biến thời gian nhé. Khi mà bắt đầu thông điệp start thì mà sân khấu sẽ là cái nơi mà đếm đếm thời gian, và sau đúng một cái gì đúng đúng 1 phút thì dừng lại để chúng ta làm luôn nhé. Đây bây giờ chúng ta tạo một cái biến nhớ, đây là có là tên là thời gian đi, là time mà đi time. Thì biến nhớ này sẽ hiện trên màn hình. Đây chúng ta hiện cho mức độ nhỏ hơn nhé, hiện là mức độ này này. Đấy, để ở đây nhé, đó, và bên này sẽ đếm và sẽ đếm 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 ngược xuôi, quan trọng đếm xuôi thì đến 1 đến 60, và đếm ngược đến 60 về không cũng được, ta cho đếm nhé. Đây bây giờ chúng ta sẽ lập trình để mà điều khiển cái thời gian, được chưa? Đây chúng ta làm như này ngay trên sân khấu nhé, chúng ta vào đây vào lệnh này, và khi mà bắt đầu khi start ấy, thì biến thời gian sẽ bắt đầu chạy. Giả sử chúng ta chạy từ một từ không nhé, thì ở đây chúng ta sẽ đặt như này, chúng ta sẽ đặt là ban đầu thì chúng ta đặt cái biến nhớ là time mà đặt là bằng không đó, và chúng ta sẽ đếm lần lượt thời gian từ 0 đến 60 thì dừng lại. Thì như sau, chúng ta làm như sau, chúng ta điều khiển cái thời gian trước nhé. Đây chúng ta vào cái lệnh này và chúng ta dùng cái lệnh là repeat, chúng ta sẽ repeat là 60 60 vòng, thì mỗi vòng là 1 phút mà, đúng không? 60 vòng thì sau khi mà repeat xong thì chúng ta sẽ dừng lại, dừng chương trình lại. Đây chúng ta làm như sau nhé, sau 60 phút này thì chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ tăng cái biến thời gian lên 1 đơn vị, cứ sau 1 phút thì tăng biến thời gian lên 1 đơn vị nhé, và đó thì nó sẽ chạy và lặp cho đến là 60 lần thì bạn dừng lại. Khi dừng lại thì chúng ta sẽ gửi một thông điệp, ví dụ như này, cái thông điệp là kết thúc. Đây chúng ta gửi một thông điệp là
finish là kết thúc nhé. Finish, finish kết thúc. À, lặp 60 lần đây. Anh bấm vào đây chạy lên chạy này. Đây này. Ồ. Quên mất. Phải có một lệnh là lệnh chờ đã, chờ 1 phút đây nhé. Đấy. Ở đây chúng ta có thể dùng cái lệnh là repeat 60 cũng được, hoặc là như này cũng được. Hoặc dùng lệnh này hoặc là dùng cái lệnh là repeat until cũng được. Đây. Repeat until. Đây. Cũng được. À, cứ chờ 1 giây, tăng này lên 1 giây và repeat until cái gì? Until là thay bằng 60 chứ, đúng không? Thì dừng lại. Đây. Until là thay bằng 60 thì dừng lại. Chúng ta cho nó chạy 60 phút mà. À, 60 giây mà, đúng không? Đấy. Khi dừng lại thì chúng ta gửi thông điệp finish để thông báo cho bên kia, thông báo cho cái bên này này là sẽ không dùng, cho bắt đầu dừng cuộc chơi. Đó. Đây như này. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ làm thêm một lệnh nữa. Chúng ta tạo một cái biến nhớ nữa để thông báo cái điểm số. Điểm số. Điểm nhé. Điểm. Điểm số. Điểm số của người chơi. Đây. Khi mà kết thúc thì ai mà điểm số ta để ở bên này nhé. Đấy, điểm số để bên này nhé. Ta cũng để cho nó trạng thái như thế này. Đấy. Để bên này nhé. Thì bắt đầu nó là 0. Chúng ta đặt kia xếp cái này bằng 0 này. Đấy. Để mình đẹp được. Không nhé. Đấy. Thì trong quá trình chơi, nếu mà người chơi mà nhập đúng một đáp số thì tăng lên là 1. Và khi mà kết thúc thì cái điểm số ở bên kia nó ghi rõ là anh bao nhiêu điểm. Ai mà kết thúc trò chơi mà điểm cao hơn thì người ấy thắng. Được chưa? Và đây là một trò chơi dành cho các bạn, sẽ là người viết cho em của các bạn, cho những người, cho các bạn học sinh lớp 3, lớp 4 gì đó, lớp 2, lớp 3 gì đó để làm trò chơi nhé. Nhưng mà vừa chơi vừa học. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lập trình sang cái bên này. Sang đám mây nhé. Đám mây thì nhắc lại là chúng ta có một cái biến ID là cái biến riêng. Nhắc lại nhé. Biến riêng này là mặc định bằng 0 là cho nhân vật gốc. Còn sau đó thì sau khi bắt đầu chương trình chơi thì nó sẽ liên tục sinh ra các cái clone, và clone là chạy từ trái sang phải. Khi ở bên phải nó sẽ mất đi. Bây giờ chúng ta lập trình cho nó đã. Lập trình là sẽ cứ sau 1-2 giây, sau 2 giây lại hiển thị. Sau 1 giây đi, sẽ liên tục. Sau 1 giây lại hiển thị một đám mây xuất phát từ bên trái, chạy chậm chậm sang bên phải, và gặp bên phải thì kết thúc bằng tự động xóa clone. Đây, chúng ta làm cái này nhé. Khi nhận được thông điệp là start, đây, khi nhận được thông điệp là start thì nó sẽ dừng lại, thì nó sẽ bắt đầu start đây nhé. Rồi thì sẽ bắt đầu có những cái chuyện đó. Thì cái thông điệp này này nó sẽ áp dụng cho gì? Áp dụng cho cái nhân vật là bằng 0, cho nên chúng ta làm lệnh này cho ID bằng 0, dùng lệnh này nhé. If, đây, if ID bằng 0, if ID bằng 0, được chưa? Thì sẽ như sau, nha. Đây, chỗ này này, thì làm như sau này, thì chúng ta nhắc lại là khi bắt đầu chơi nhé, đây là bắt đầu chơi chỗ này này, thì đám mây sẽ liên tục, cho nên chúng ta sẽ đưa vào một cái vòng lặp là forever ở đây. Nó sẽ liên tục. Đây, forever ở đây. Nhé. Và cứ sau 1 giây thì sinh clone. Như vậy là cứ wait 1 giây. Sau 1 giây thì sinh clone. Nhé. Sinh clone thì sinh như thế này. À, chúng ta bắt đầu đặt nhé. Bắt đầu điều khiển cái clone đó là như sau này. Chúng ta sẽ đặt đầu tiên là chúng ta sẽ đặt cái ID để bằng 1. Để phân biệt với ID bằng 1 là chính là dành cho các clone. Ta để vào đây này. Cứ sau 1 giây thì là đặt bằng 1 nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ như sau này. À, chúng ta đã xuyên ở bên trái nhé. Chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ ở bên trái là ngẫu nhiên. Chúng ta dùng cái lệnh này. Chúng
ta dùng cái lệnh là set xì. Set xì là trừ 240. Hay học ta dùng lệnh này là go to cho nó nhanh nhé. Go to nhé. Ở bên trái xì là âm 240 là bên trái này, còn y là ngẫu nhiên. Y là ngẫu nhiên, chúng ta chọn cái lệnh này. Ngẫu nhiên, ví dụ ngẫu nhiên trong khoảng từ trừ 120, chiều cao là 120, ở khoảng giữa, khoảng từ đây tới đây này. Đấy, không cao quá. Đấy, go to cái này nhé. Tức là nó, mỗi một cái clone nó cứ sau một giây nó xuất hiện ngẫu nhiên ở bên trái, được chưa? Và chúng ta sẽ tới đây chúng ta sẽ và cho nó tiếp tục. Để cho mỗi clone nó có hình khác nhau, chúng ta dùng lệnh này, chúng ta dùng cái lệnh là switch custom này. Cái này nó có 4, nó có 1 2 3, nó có 4 cái clone, 4 cái trang phục. Cho nên ở đây sẽ là gì? Ở đây sẽ là pick random từ 1 đến 4. Như vậy các hình hiện ra là nó khác nhau cho nó hay thôi. Như vậy là mỗi một cái đám mây nó hình thù nó lại khác nhau. Xuất hiện ở cái vị trí là âm 240 và y là ngẫu nhiên trong khoảng từ âm 120 đến 120, từ khoảng này này. Đấy, ngẫu nhiên. Và ở bên trái và sẽ là đây, chúng ta dùng lệnh là khởi tạo. Tạo clone. Và nó cứ liên tục như vậy, được chưa? Thế đây là cái lệnh là khởi tạo ra cái clone, mà liên tục sau một giây thì phải tạo ra một con clone. Và nó sẽ di chuyển từ trái sang phải. Khi một giây chúng ta sẽ kiểm tra sau, như là thấy nhiều quá chúng ta sẽ tăng lên, ít quá chúng ta sẽ giảm đi nhé. Rồi, bây giờ tôi sẽ điều khiển tiếp theo này. Điều khiển cho nó là chạy từ trái sang phải. Chúng ta dùng lệnh này. Đây. Lệnh này nhé. When I start as a clone, khi mà clone bắt điện xuất hiện để lần tạo ra này. Và ở đây nó bắt đầu di chuyển. Thì chúng ta làm như sau. Đây. Chúng ta cho nó hiện. Ở đây bắt đầu hiện nhé. Show. Đấy. Và bắt đầu di chuyển từ trái sang phải. Chúng ta dùng lệnh gì? Chúng ta dùng bắt đầu cái lệnh là forever cho nó di chuyển liên tục từ trái sang phải. Đây. Được chưa? Chúng ta sẽ cho nó move về phía trước với một cái vận tốc nhỏ. Nhưng mà để cứng ở đây là 2 thì nó sẽ là chuyển động cứng, hoặc nếu không chúng ta cho nó cái lệnh này thì nó sẽ chuyển động cách là vận động là vận tốc là ngẫu nhiên như thế này, được chưa? Đó. Đây, ngẫu nhiên, được chưa? Rồi. Nếu mà gặp lệnh phải thì mất đi. Chúng ta dùng lệnh này, chúng ta dùng cái lệnh là if, đâu rồi? Đây, if. Nếu mà dùng lệnh mà sensor mà là cảm biến thì nó dừng lại nhanh lắm, mà chúng ta dùng lệnh này if đây, if mà cái tọa độ của nó mà lớn hơn 240 thì ta sẽ dừng. Đây, if cái tọa độ x của nó, x gì đây này, x position mà lớn hơn 240 thì cho nó ẩn đi, thì cho nó xuống đi. Chúng ta dùng lệnh này, chúng ta dùng lệnh là xóa clone cho nó mất đi. Đó. Thế đây chính là cái lệnh mà cho các cái cây các cái đám mây là di chuyển từ trái sang phải, di chuyển từ trái sang phải, gặp cạnh bên phải thì mất đi nhé. Ta chạy thử này. Đấy. Di chuyển chưa? Nó sẽ di chuyển với vận tốc là khác nhau. Như vậy với vận tốc này là hợp lý đấy. Với số lượng như này là cũng là hợp lý. Được chưa? Đấy, nó cứ liên tục như vậy, sau một giây là xuất hiện ra chạy sang bên phải, gặp cạnh bên phải thì là mất đi. Đấy, như với tốc này trên màn hình là thường có khoảng 3 hoặc là 4 đám mây thôi là hợp lý. Thì người dùng sẽ phải nhìn thật kỹ các đám mây này và nhập đáp án. Mỗi đám mây sẽ có một cái phép tính cộng hoặc là trừ gì đó, và chúng ta sẽ phải làm việc đó. Vì các bạn làm phần này nữa, đây là phần 1 chương trình nhé, là chúng ta chuẩn bị
cho cái công việc là gì? Tạo ra cái đám mây di chuyển từ 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 trái sang phải màn hình, mà nó xuất hiện một cách ngẫu nhiên về về tọa độ của nó, và gặp bên, khi vực quá sang bên phải thì nó sẽ mất đi. Đó. Vì các cháu làm như nào? Làm xong rồi thì ta chuyển sang phần tiếp theo nhé. Là phần khó hơn, phần này là phần dễ đây, phần dễ hơn. Làm xong phần này thì chúng ta sẽ chuyển sang mô tả cái tính năng là gì? Trên đám mây sẽ gì? Sẽ hiện các đáp án, các phép toán, và phía dưới màn hình sẽ hiện cái lệnh để chúng ta nhập dữ liệu vào. Đấy, và chỗ này là sự điều chỉnh rất là khó hơn. Và khi nhập đúng dữ liệu thì đám mây sẽ kêu pop và biến mất và tăng điểm lên nhé. Hiện nay thời gian là 60 này, chúng ta chưa lập trình này để cho nó dừng lại nhé. Hiện nay vẫn để là thời gian từ 60 là dừng lại, nhưng mà chúng ta chưa lập trình cho câu chuyện là đến 60 thì stop cái trò chơi lại, đám mây sẽ biến mất. Bây giờ chúng ta cứ để nguyên vấn đề nhận là bấm lại này. Đấy. Thời gian chạy từ 0 chỉ đi thì đúng là 0, 1, 2, 3 đến 60, xem là bạn nào đã làm được chương trình mà giỏi nhất, là làm được bao nhiêu bài toán nhé, thì ở bên phải chúng ta sẽ ra điểm. Đó. Xong chưa nào, các bạn xong chưa? Làm đi. Xong chưa? Xong rồi để phải chuyển sang phần sau, vì chúng ta phải làm xong phần này đã. Sang phần sau là nó rất là phức tạp, nó khó rất nhiều lần, chúng ta phải làm thật cẩn thận, vì nếu làm sai là sẽ thì không được. Cho nên là cái phần này phải làm thật chuẩn xác, đúng đã. Thì sang phần sau thì chúng ta mới làm được nhé. Xong chưa? Xong hết chưa? Xong hết rồi thì mà chúng ta sẽ chuyển sang lập trình phần sau. Phần sau là phần khó rất là nhiều lần nhé. Rồi, thì làm phần sau là phần gì? Phần sau là như này. Phần sau là mỗi một đám mây sẽ phải tự động sinh nhé, tự động sinh một phép toán và hiển thị phép toán trên đám mây của mình. Và nó hiển thị và nó di chuyển dọc theo bên trái này, từ phía trái sang phải. Và chúng ta sẽ phải gì? Chúng ta sẽ phải nhập đáp án, nhưng mà trước cho chúng ta sinh đã. Thì sinh ra là cái gì? Đám mây, mỗi đám mây có một cái phép tính riêng. Đám mây A, đám mây này thì là phép cộng, đám mây này là phép trừ. Đám mây kia là phép cộng khác, bên là phép trừ khác. Cho nên là mỗi đám mây nó phải lưu cái thông tin riêng của phép toán đó. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ mô tả các cái tạo ra các cái biến, đều là biến riêng hết nhé, biến riêng của đám mây, và cái biến đó dùng để sinh tự động các cái phép toán trên màn hình. Rồi, chúng ta làm này. Đây. Bây giờ các bạn lại vào cái chỗ mà tạo biến nhớ, và bây giờ chúng ta tạo mỗi đám mây, các bạn tạo cho thầy ba cái biến riêng. Thì ký hiệu nó là A, B và KQ. A, B là hai cái số nguyên mà chúng ta muốn tạo ra là phép cộng phép trừ đấy. Còn KQ là kết quả của phép tính. Chúng ta phải biết trước, và cái này phải sinh bằng cách là tự động, là ngẫu nhiên. Được nhé. Rồi đây tôi làm xong này. Chúng ta sẽ vào chỗ này và chúng ta bấm để tạo bình nhớ. Các bạn tạo cho thầy là ba biến nhé, đều là cái loại là biến riêng. Các chú ý nhé, không phải biến chung nhé, biến riêng. Vì mỗi đam mê nó có một cái biến riêng để tạo phép tính riêng của mình. Thì biến đầu tiên là biến A, là số hạng đầu tiên của phép tính. Tạo bình nhớ thứ hai, thực hiệu là B. Đấy, như vậy là biến riêng. Chúng ta chú ý nhất đừng để cho nó nhập sang bên này là hỏng, là tức là sai ngay nhé, phải là biến riêng. Đó. A, B là riêng hết. Cái này A, B là riêng. Và biến thứ ba để lưu kết quả phép tính, chúng ta đặt tên là cũng là biến riêng hết nhé. Đặt tên là KQ. KQ để làm gì? KQ là cái biến để lưu kết quả, là khi người dùng mà nhập cái đáp án ấy, thì máy tính sẽ kiểm tra nếu đã ngồi dùng mà bằng KQ thì mới đúng, là đúng, còn không bằng KQ thì không đúng. Chứ KQ là cái biến rất quan trọng. Bây giờ chúng ta sẽ phải lập trình
mỗi một đám mây khi mà xuất hiện ra trên màn hình sẽ lập tức là sinh tự động cái số A, số B và số KQ nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lập trình cho nó. Đây, các bạn chú ý nhé. Đây, chúng ta sẽ lập trình cho đây chúng ta ẩn A, B và KQ đi nhé. Đấy. Và chúng ta sẽ lập trình là phép chính, lập trình cho cái lệnh này và tương đương với cái lệnh là lệnh này nhé. Rồi, chúng ta làm như sau. Thầy đang cho phép là gọi là có hai cái tương đương đây đang lấy chúng ta để ở đây nhưng mà chúng ta chưa đang để ở đây nhưng vậy là đây vẫn là when I start as a clone như vậy hai cái này là tương đương thì cái lệnh này sẽ áp dụng cho gì cho cái việc là khi một clone được sinh ra nó sẽ tự động sinh được chưa đây thì như này nhé thì sinh ra như sau thì chúng ta sẽ chọn phép tính là gì là phép cộng hoặc là phép trừ ngẫu nhiên. Cho nên chúng ta làm như sau. Ở đây này, bên các bạn làm cái lệnh này. If nha. Điều chúng ta sẽ sinh một cách phép tính ngẫu nhiên. Đây. Chúng ta dùng cái lệnh này là ngẫu nhiên này nha. Nếu mà sinh ngẫu nhiên từ từ 1 đến 2 nha. Đây là chỗ này. Đây là cái lệnh này là cái lệnh là sinh ngẫu nhiên từ 1 đến 2. Nếu nếu là 1 thì là phép cộng. Nếu là 2 là phép trừ. Đây ta đấy là phép 1. Nếu mà sinh ngẫu nhiên từ 1 đến 2 mà là 1 thì là phép cộng, không thể là phép trừ. Thì nhầm dùng cái này cơ. Cái này mới đúng này. Đó. Đây. Sinh ngẫu nhiên từ 1 đến 2 nếu bằng 1 thì ở đây này, chỗ này này là chúng ta sinh ra phép cộng. Còn không, ở đây chúng ta tạo phép trừ. Được chưa? Đấy. Thì cái việc này là hoàn toàn sử dụng hết thì là phép cộng nhé. Phép cộng như sau này, chúng ta muốn phép cộng của chúng ta là gì là hai số trong phạm vi 100. Cho nên là A sẽ là một cái số sinh ngẫu nhiên từ 1 đến 99. Còn B là sinh ngẫu nhiên từ 100 trừ trừ A trừ đến 100. Đây, chúng ta làm như sau. Cái này là hoàn toàn là toán học nhé. Đây. Xét A và set B. Đây là trường hợp cộng. Phép cộng cho nên là ở đây này A chúng ta sẽ sinh ngẫu nhiên từ 1 đến 99. Đấy. Được chưa? Thậm chí đến 98 đi, được 99 cho nó hay đi 99 nhé. Còn B sẽ là sinh gì? Sao cho là tổng của AB là phải nhỏ hơn hoặc bằng 100 cho nên là B nó sẽ sinh từ đâu? B nó sẽ sinh là gì? B nó phải sinh là ngẫu nhiên cũng từ 1. Từ 1 đến cái gì? Từ 1 đến 100 trừ A. Chúng ta làm phép trừ. B sẽ phải sinh ngẫu nhiên từ 1 cho đến là 100. 100 trừ đi A. Nhé. Như vậy là B nó luôn là nhỏ hơn 100 trừ A, vậy suy ra là A cộng B sẽ nhỏ hơn 100. Đấy, cho nên là nó phải tính nó rất là học nó hoàn chỉnh. Các bạn chú ý nhé, chỗ này là chỗ nó sẽ khó này. Nhắc lại này, A sẽ là ngẫu nhiên từ 1 đến 99. Còn B là ngẫu nhiên từ 1 đến 100 trừ A. Thì cái này này, để bảo đảm rằng gì là A cộng B nó luôn nhỏ hơn bằng 100. Tức là phép cộng của chúng ta là phép cộng là trong phạm vi 100. Đấy, chỗ này là chỗ mà đọc đề bài phải cẩn thận vì nó không gì bị sai. Nhé. Và bây giờ đây là phép cộng chúng ta sẽ xét cái KQ kết quả đây kết quả sẽ bằng là chính là A cộng B vì chúng ta làm phép cộng mà KQ sẽ bằng gì sẽ bằng là A cộng với B thì cái chỗ này chính là cái chỗ mà là đám mây đó sẽ dùng biến riêng của mình sẽ tạo ngẫu nhiên cái phép toán cộng A cộng B. A cộng B. Được chưa? A cộng B và cái yêu cầu là AB là phải các số tự nhiên. Các số tự nhiên nhưng mà tổng của chúng nó không được quá 100. Đó. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp này, làm tiếp nhé. Ở chỗ này là phép trừ. Trừ tức là và tổng chúng ta sẽ là A trừ B. Mà A trừ B là gì? A trừ B thì
A đây thì chúng ta sẽ lại set A và set B ở đây đúng không? Set A và set B. Thì được phép trừ nhé. Thì A trừ B thì A là chúng ta sẽ lấy A bằng bằng thôi lấy nhỏ nhất là 10 đi, từ 10 ngẫu nhiên từ 10 đến 100 đi. Chúng ta chọn cái này. A là từ dạy ngẫu nhiên từ 10 đến 100. Đó. Còn B chạy từ đâu? B sẽ chạy từ 1, từ 1 cho đến gì? Cho đến là cho đến A, cho đến A. B nhỏ, B phải nhỏ hơn A mà. Đây, bảo đảm B là phải nhỏ hơn A. Để ta làm phép trừ A trừ B, cho nên ở đây là buộc phải là B nhỏ hơn A. Vậy A chạy từ 10 đến 100, có thể nhỏ hơn được, có thể nhỏ hơn, nhưng mà ta để tại đây chạy từ 10 đi. Như vậy phải tính là A trừ B, A chạy từ 10 đến 100, B chạy từ 1 đến A. Các bạn đã hiểu chưa? Đây, chỗ này, đây là chỗ mà phép tạo ra cái phép trừ A trừ B là ngẫu nhiên mà phải đúng, trừ đúng, không không được trừ sai. Nên chúng ta mà sinh mà sai mà lên phép toán, như phép toán là 10 trừ 12 thì là sai, vì học sinh tiểu học là không học cái phép trừ 10 trừ 12. Đấy. Ở đây bảo đảm là A phải lớn hơn B, A lớn hơn bằng B nhé. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ tính nó cái kết quả. Kết quả sẽ là A trừ B. Đó. A trừ B. Trừ B. Đấy, thấy chưa? Các bạn thấy là như vậy, là đây là cái lệnh mà cái con clone đó, cái đam mê đó sẽ về sinh ngẫu nhiên. Nha, ngẫu nhiên. AB. Xong chưa? Xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm việc này. Kia nhân vật đó sẽ phải nói, phải hiện ra trên đám mây đó cái phép toán. Thì chúng ta dùng lệnh gì? Chúng ta dùng lệnh xây thôi, lệnh xây để hiển thị. Đây, xây này. Mà chúng ta xây là hiển thị trường hợp là cộng khác nhưng mà trừ khác nhé. Bây giờ ta sẽ để ở đây là phép cộng trước này, ta để đây là một cái là phép cộng hiện ra này, còn đây là phép trừ hiện ra ở đây này. Trừ ở đây. Nhé. Rồi, bây giờ tôi sẽ làm phép cộng trước này. Cộng sẽ là A cộng B bằng, đây tôi nói vào đây, chúng ta sẽ dùng cái lệnh này, chúng ta dùng lệnh này, chúng ta nói A cộng với B bằng A cộng B bằng, đấy phép cộng này chúng ta viết nhé, đưa vào là A, xong cách ra bằng cái cộng, cách ra bằng cái cho nó đẹp, A cộng với B, cách ra bằng cái cho bằng. Đấy. Thì trình bày nó hiện ra như này thôi, và cái con đam mê nó hiện ra cái vòng này, và người dùng sẽ phải nhập cái nhé. Đây, nó đi vào đây. Đó. Vậy sau khi sinh ý, đam mê lập tức là dùng lệnh này, đam mê đó sẽ hiện ra trên đam mê đó cái dòng chữ này. Cái này là A cộng B, hay A đây dưới này là A chữ B nhé. Đây, các bạn nào con này các bạn thấy nhé, đây là dùng lệnh này. A, chúng ta phải nói ba cái đúng không? A trừ B bằng, có hai máy tính mà, đây là A, cách ra bằng cái, trừ, cách ra bằng cái, B, cách ra bằng cái, bằng. Đấy. Rất cẩn thận nhé, rất là dễ sai đấy. Bây giờ đưa vào đây. Đấy. Được chưa? Bây giờ thử này xem nó ra nhé, này, thử này. Thấy chưa? Đấy. Tất cả đều hiện rồi đấy, đều hiện cái đó là hiện kia mà có tính cho mình đúng rồi đấy. Đó. Trên mình sẽ có khoảng 3 hoặc là 4 cái đam mê, và chúng ta sẽ phải bị lập trình để mà hiển thị cái vị trí để chúng ta có thể nhập đáp án chính xác. Thấy chưa nào? Các bạn thấy cách. Nhưng mà cái phép toán này nó khác nhau, không ai giống ai cả, vì đây là các AB, đây là cái biến riêng của từng đám mây, cho nên là mỗi đám mây này nó khác nhau, đám mây mỗi đám mây là một cái clone riêng, là như là một bản sao của cái đám mây mẹ, cho nên là nó rất là khác nhau, tất cả cái phép toán này là nó không trùng nhau, bạn thấy không? Rất là khác nhau, hẳn hiểu lắm nó trùng thôi,
mà nó hoàn toàn là ngẫu nhiên giữa gì cộng và trừ, và bảo đảm rằng cái phép tính này là không vượt quá là 100. Đó, bạn thấy chưa? Vậy là để lập đề xuất này chúng ta có một chút kiến thức về môn toán đấy. Rồi các bạn lập trình như thế nào? Rồi. Nhanh thế. Làm nhanh thế các cháu, nhanh thế. Em làm bằng thầy và thấy. À, là cùng hay là cùng thầy gì? Vâng ạ. Ừ. Được chưa? Em học cùng thầy ạ. Ừ. Rồi, thế bây giờ chúng ta mới bắt đầu gì? Chúng ta mới bắt đầu điều khiển cái việc là ai bây giờ ai sẽ là người ra cái lệnh để mà người dùng nhập đáp án. Thì theo các bạn là ai nào? Ai nào? Sáng khảo. Ai? Sáng khảo. Đúng. Bây giờ là sân khấu chính là cái người mà ra cái lệnh. Ra cái lệnh là người dùng là liên tục nhập đáp án, được chưa? Đó. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ sân khấu đây nhá. Đây. Thì chúng ta làm sau, chúng ta để ở đây, chúng ta làm như này. Chúng ta làm cái lệnh này nhé. Đây chúng ta có một lệnh nữa này, khi mà start này. Start. Được chưa? Thì chúng ta làm sao, chúng ta cho nó chờ một giây đi, vì là nó thông thường là xong một giây sau thì nó miệng đấy, mà chờ một giây hoặc là một giây rưỡi để cho nó máy nó suy nghĩ cũng được, chờ một giây cũng được nhé. Và sẽ từ đây trở đi là cái người nó sẽ liên tục để mà nhé. Rồi bây giờ như sau khi chờ một giây thì sân khấu sẽ là người ra cái lệnh là yêu cầu là nhập đáp án. Thì chúng ta dùng lệnh gì? Chúng ta dùng vào dụng lệnh này thôi. Chúng ta dùng lệnh là đây như thế này. Đây. Chúng ta đưa vào cái vòng lặp vô hạn vì nó sẽ liên tục mà. Đây, forever. Ask. Đây. Gì là nhập. Nhập đáp án. Đáp án của phép tính trên màn hình. Đấy. Câu trả lời như thế. Đáp ứng trên màn hình. Thì là người dùng sẽ quan sát các phép tính trên màn hình nhé. Và sẽ liên tục nhập. Khi nhập xong thì làm gì? Bây giờ muốn nhập thì người dùng nhập vào sẽ phải lưu vào một cái biến. À, chúng ta phải tạo một cái biến nhớ. Biến này là biến chung. Chúng ta tạo cái biến nhớ, biến chung. Tạo cái biến nhớ có tên là là gì nhỉ? Nó có biến tên là gì cho hợp với là nó đặt tên là input đi. Input là cái người dùng sẽ nhập vào bàn phím. Input nhé. Bên đây là biến chung nhé. Biến chung không phải biến riêng. Chú ý nhé, biến chung đấy, biến chung. Rồi. Khi người dùng mà nhập xong thì chúng ta sẽ nhập cái đáp án của người dùng là chính là cái answer, đúng không? Cái biến answer này chúng ta nhập vào cái biến input. Đấy, chúng ta đưa vào đây. Đấy. Rồi, khi mà người dùng nhập xong nhé. Nhập xong thì chúng ta sẽ thông báo một cái thông điệp. Đây này, cái sân khấu sẽ gửi thông điệp cho đám mây, thông báo rằng là người dùng đã nhập xong rồi để đám mây so sánh. Đó, thì khi mà ở đây này, khi mà người dùng liên tục nhé, nhưng mà hỏi một câu hỏi nhập đáp án của phép tính trên màn hình này, nhập xong tới đây thì sân khấu phải gửi một thông điệp. Chỗ này phải làm nhé, chỗ này khó đấy. Gửi một thông điệp có tên là gì? Nhập có tên là đã nhập xong một đáp án. Đấy. Thông điệp là điểm gì? Thông điệp là rất quan trọng để thông báo cho đám mây biết rằng người dùng đã nhập xong rồi đấy, bạn hãy kiểm tra đi. Còn chưa nhập xong thì không thể kiểm tra được. Đấy nhé. Đây, chúng ta đưa vào đây. Và ngay sau khi mà gửi thông điệp xong rồi nhé,
thì lại quay lại lại và quay ở đây và lại sẽ gửi ra lại ra một câu hỏi khác, lại câu lại ra ra một cái lệnh khác, lệnh ask lệnh câu hỏi khác, như vậy nó cứ liên tục người dùng nhìn thấy nhờ đáp án enter và hiện về và lập tức hiện ngay. Khi người dùng enter thì sân khấu sẽ lưu cái đáp án người dùng vào bên input và sân khấu gửi thông điệp là đã nhập xong, gửi sang cho bên đám mây, đám mây sẽ là so sánh. Được chưa? Đây, bây giờ chúng ta sẽ vào đây. Đó. Rồi ở đây nhá. Ở đây là gì? Là cái đám mây sẽ nhận cái thông điệp là đã nhập xong và so sánh. Phần này là phần khó nhất của chương trình đây. Đây, khi đám mây mà nhận thông điệp là đã nhập xong nhá, thì đám mây sẽ so sánh ngay với kết quả của mình, nhưng mà đúng thì như sau. Đây. Thì lập tức khi mà nhận thông điệp là cái lệnh này là một sự kiện này, nó áp dụng cho tất cả các clone. Như vậy là tất cả các clone sẽ đồng thời cùng một lúc kiểm tra nhá. Vì nếu đây if nếu như mà người dùng nhập đáp án, đây đáp án của người dùng chính là cái input này, đúng không? Input này nếu bằng với gì, bằng với kết quả, chúng ta nhớ lại nhé, biến kết quả này, kết quả này là cái biến mà đáp là đáp chính đáp số đấy, chúng ta nhớ lại nhé, là phép cộng nhé, thì KQ chỉ bằng a cộng b, còn nếu mà là phép trừ, đây phép trừ thì KQ bằng a trừ b, do đó nếu mà là input mà bằng KQ thì là đúng, còn không thì là sai, sai thì ta bỏ qua, ta không làm gì cả, đúng ta mới làm, rồi nếu đúng nhé, thì như sau, chúng ta sẽ cho một cái bỏ start bỏ và tăng điểm số lên một đơn vị. Chúng ta dùng lệnh này, chúng ta dùng cái lệnh là gì, là change điểm số đó, được chưa? Khi người dùng mà cái lệnh này là cái dòng lệnh này nó dùng, nó chạy cho tất cả các clone, dạy cho tất cả các đám mây các clone, thì input là cái biến chung nhìn thấy hết, còn các quy là cái biến riêng. Thì nếu trên đám mây nào mà input để bằng cái kết quả của nó thì là coi như là người dùng làm đúng và nó sẽ pop một cái và tăng điểm lên. Đó, như vậy đây là cái vậy này rất quan trọng này, đúng không? Để kiểm tra chúng ta thử nhé. Nào bắt đầu. Ủa nhanh quá nhỉ, không nhìn thấy gì. Thầy cho chậm lại nhé. Thế này thì chạy nhanh quá này thầy không nhìn thấy, bây giờ thầy chậm lại người ta làm nhanh sau nhé. Đây, bây giờ chúng ta lên đây chúng ta cho nó chạy chậm lại một tí này. Thế này, cái này các bạn sửa sau nhé, thầy chậm thì thầy làm thử, thầy thử đây là một nhé, chạy rất chậm, chúng ta làm thử đúng rồi nhé, rồi ta sửa sau. Rồi, 4132 là bao nhiêu, là 9 này, có 9 này. Đấy. Đấy. Chưa đúng nhé, nếu đúng nhé, quên mất, nếu mà đúng nhé, đây này, nếu mà đúng thì đám mây nó phải mất đi, là phải như thế này. Chúng ta có thêm lệnh nữa là lệnh gì, là lệnh là delete clone. Đó. Nếu mà đúng thì ta sẽ xóa đi, ta mới mất. Làm lại nào, bắt đầu nhá. 25 chia 7 là 8. Ơ 8 quan thua. 31 cộng là 83. Thầy ơi, có những phép tính mà người kế đám mây kia che mất rồi. Thế nó mới khó mà, thế mới khó. Ôi, nó lên nhiều quá không kịp. Vì là chỉ chậm nên mới thế thôi. 44 à. Đấy, mất đi rồi đấy. 12 cộng 87 là 99. Đúng rồi đấy. Vì đây thì để nó chậm nữa mà thầy cho khi ta lại nhanh hơn nó sẽ khó hơn. Nhá, đây là thầy lại làm lại từ đầu nhé. Bây giờ làm lại này, bây giờ thầy tăng lên nhá, tăng lên cái này là 5 đi. 5. Nhanh hơn. Đấy. Khó đâu không dễ đâu nhá. Úi dồi ôi, cái này cực kỳ khó luôn nhá. Đấy. 28. Đấy được một điểm đây này. Đấy. Thế nó khó mới hay mà. Đúng không nào? Đấy. Ôi, khó đấy. Bây giờ muốn dễ hơn ta phải làm khác thôi. Được.
ta chúng ta cứ làm này đi, rồi chúng ta sẽ điều khiển sau nhé. Một dễ hơn chúng ta có thể làm như sau: chúng ta giảm cái đề thi câu hỏi dùng để này hơi nó hơi khó quá. Chúng ta giảm như sau này, ví dụ thế chúng ta giảm như sau nhé. Chúng ta giảm là cộng trừ trong phạm vi 20 nó nhỏ hơn. Cộng đây nhá. Cộng này. Ta giảm trong phạm vi 20, chỗ này nó sẽ là 19 này, đây nó sẽ là 19 này. Chỗ này nó sẽ là 20 này, vậy là phép cộng trong phạm vi 20. Phép trừ nhá. Phép trừ là chỗ này sẽ là 3, chỗ này sẽ là 20. Đấy, thì nó dễ, đối với dễ hơn này thì làm rất là dễ. Đây, ta thử nhé. 7 cộng 8 15. 1 điểm. 18. 1 điểm. 1. Ôi giời, cái này thì dễ hơn nhiều. 20. 18. Rồi, 2. Rồi, 5. Đấy. Được chưa? Đấy, như vậy chúng ta làm gần xong rồi đấy. Được chưa? Rồi, bây giờ thầy làm nốt cái việc nữa là gì? Là đúng 60 phút. Điểm của em là 8 rồi thầy ơi. Gì cơ? Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp lệnh nữa này. Là khi mà hết 60 phút thì tất cả dừng lại hết nhé. Và đồng hồ không dừng, không chạy nữa. Đây, chúng ta vào chỗ này. Đây. Broadcast finish. Khi mà finish thì tất cả dừng lại, thì làm dùng lệnh gì? Quay dùng lệnh stop on cũng được, hoặc là chúng ta vào đây, hoặc là chúng ta vào đây, chúng ta làm lệnh nữa ở bên này nhé. Đây, nếu mà nhận được bên này cũng được, bên này thì shift finish thì cho tất cả các bên dừng lại bằng lệnh này này, bằng lệnh này nhé, bằng cái lệnh này cũng được, bằng lệnh này, bằng cái lệnh đây, bằng cái lệnh là stop, Stop. Stop và add the script. Đấy. Lệnh này này, hoặc stop on cũng được, stop on cũng được, hoặc là stop on cũng được, không sao cả, thì nó dừng lại nhé. Thì điểm sẽ đây, tập lại bắt đầu nhé. Này, tập thử này. 18 này, 14 này, 5 này, rồi 13 này, 0 này, 18 này, 17 này, 10 này, 0 này, 2 này, 19 này, đấy, 14 này, 14 này, 13 này, 0 này, đấy, 5 này, 20 này, bao nhiêu điểm nhé? 18 này, 9 này, đúng không? 5 này, 1 này, 3 này, rồi 6 này. Chạy đua với thời gian nhé, sẽ được bao nhiêu điểm nhé? 14 này, 11 này, 20 này, 2 này, 20 này, 14 này. Ôi, chậm chậm, không đủ. 12. Hết giờ. Stop, nhưng mà hình này vẫn còn, bây giờ muốn cho nó gì, muốn cho nó mà xóa hết tất cả, tôi làm cái này. Tôi dùng lệnh này, chúng ta dùng thêm lệnh nữa, chúng ta mới xóa được. Đây, delete, delete. Đấy. Trên này. Đây nhé. Thôi stop on cho nó dễ đi, stop on cho nó đơn giản, stop on. Dừng lại hết nhé. Đấy. Chạy thử nè, chạy lại từ đầu nhé. Đấy. Cho nó chạy đi. Chúng ta làm lười biếng một tí cũng được, không còn nhanh. 3 điểm. Không điểm nào. Hơi lười lắm, ngồi chơi nhé. Cho nó hết giờ này. 9 nè. Đấy. Có chưa làm công việc gì? Chúng ta chưa làm cái việc là chưa quên một lệnh nữa là nếu mà đám mây nó chạy sang bên trái, bên phải mà nó thì chúng ta phải trừ điểm, chúng ta chưa làm. Được chưa? Đấy. Thôi thì để cho dừng lại hết cho nó dừng. Bốn tám, bốn chín, 50, 51,
năm 2, năm 3, năm 4, năm 5, năm 6, năm 7, năm 8, năm 9, 60. Đấy, hết. Kết thúc nhá. Rồi, thế bây giờ thầy làm thêm một việc nữa gì? Là nếu mà đám mây chuyển sang bên phải mà vẫn chưa chưa mà chúng ta vẫn chưa chưa nhập đáp án đúng thì chúng ta bị trừ điểm. Chúng ta lập lập trình ở đây nhá. Đây đây đây. Ở chỗ này đây. Đây chỗ này đây này. Đây này, chỗ này này. Khi đám mây chạy sang mà vượt quá 240 thì nó sẽ bị tự xóa đi. Nhưng mà trước khi xóa thì chúng ta sẽ làm trừ cái điểm này đi nhá. Chúng ta sẽ làm lệnh này. Chúng ta dùng cái lệnh là change cái điểm số by cho vào đây nhá. By là -1, trừ được một điểm. Còn nếu các bạn thích nữa mà cho an tâm nhất là gì? Trừ nhưng mà trừ đi không thôi, còn không không nên để điểm số âm. Thì chúng ta làm như thế này. Cho thật chính xác nữa nhá. Là ở chỗ này này là nếu điểm số mà là dương thì mới trừ của âm thì thôi. Không mà không thì thôi. Đây if này. If đây, if. Đây, chúng ta đưa vào đây. Nha. If cái gì? Nếu mà điểm số mà là dương ấy lớn hơn 0 thì chúng ta mới trừ. Mà không thì thôi, chứ nhưng mà ta để không nó để làm chậm nó sẽ trừ thành điểm âm sao nó khó lên lắm. Nha. Như vậy trừ đây là cho làm là trừ điểm đến 0 thì dừng lại. Đấy. Được chưa? Nào bắt đầu nào. Tăng 4 là 12, 7, 13, chúng ta để cho nó trừ nhé, cho nó trừ này, trừ 2, trừ 1, trừ 0 thì không trừ được nữa. Đấy, như vậy là tới đây chúng ta là vừa hoàn thành xong một cái chương trình, một cái trò chơi và học tập hoàn chỉnh. Mà đây chỉ là trường hợp nhất là chúng ta là cộng trừ phạm vi 20, các bạn có thể mở rộng ra. Là không phải là cộng trừ cho vi 20 mà có thể là ta là phép biên phép chia nữa. Nhưng mà hoàn toàn chúng ta có thể làm cái là đưa bài toán thành bài toán nâng cao hơn là nó có nhiều bước. Ví dụ 60 phút đầu nếu mà làm được điểm trên 10 thì ta sẽ chuyển sang mức level thứ hai thì cái đề bài là khó hơn. Cứ như vậy chúng ta tăng mức lên thì đó là bạn về nhà làm nhé. Còn ở đây chúng ta dừng ở đây thôi. Đấy. Như vậy đây là cái bài là gì? Bài là đặt tên là gì là học là phép tính trên đám mây nhá. Chúng ta lưu lại kết quả. Hôm nay là buổi thứ mấy? Hôm nay là buổi thứ 8. Đặt tên là gì? Đặt tên là làm toán trên đám mây nhá. Một trò chơi rất là hay, rất là mới. Là vừa kết hợp vừa sinh đề toán mà là vừa làm chân clone và nó có quan hệ giữa đám mây và sân khấu. Thế thì làm rất chậm thì các bạn vào làm theo nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển đưa lên mạng cái bài này. Scratch. Chúng ta đưa lên. Hôm nay là B8. Đây, làm toàn trên đám mây nhé. Chúng ta share. Chúng ta viết tiếng Anh cho nó khoái nhé. Đấy. Learning. Chúng ta viết tiếng Anh cho nó ngoài một tí. Learning math on flying cloud. Yeah.
cho nó có vẻ tây tây một tí nhá. Đây, chúng ta phải viết về đây construction vào đây tùy tùy các bạn nhé. Rồi xong, bây giờ chúng ta sẽ add vào studio, add vào cái này. Ok, đây là xong. Là các bạn có thể từ nhà có thể xem được cái learning map on flying cloud nhé. Đây là mình làm nhé, làm các bạn làm cẩn thận theo thầy nhé, làm mình làm rất chậm rồi, làm rất chậm rồi, các bạn làm theo nhé. Nó rất đơn giản, chỉ có là đám mây và sân khấu thôi nhé. Bài này dễ hay khó này à? Khó có khó không? Không có lắm. Không có lắm, ừ tốt. Ai mà nói là không khó lắm là tốt. Còn khó thì cũng chả sao. Nhá. Yeah. Thế thầy xuống dưới đi ạ. Xuống dưới. Đây là chưa? À, thầy đưa cái này lên đây cho các bạn nhìn nhé. Đây. Đấy. Đang dựng này ra dễ nhìn. Hết rồi đấy, dưới này hết rồi đấy. Xong chưa các bạn? Xong chưa? Đúng rồi ạ. Ừ. Không nào, chúng ta nghỉ ở đây thôi nhé. Hôm nay thầy mệt nhé. Hôm nay chúng ta nghỉ sớm ở đây nhé. Ừ. Làm một bài này thôi là được rồi. Mỗi hôm làm một bài, một cái phần mềm hoàn chỉnh là được rồi nhé. Em chào thầy. Ừ, chào các bạn.